đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi đậm 6-1 trước Bangladesh ở lượt đấu thứ hai vòng bảng ASEAN 19, qua đó tiếp tục đứng nhì bảng khi có cùng 6 điểm như Nhật Bản, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Đây là trận đấu mà các học trò ông Mai Đức Chung đã chơi nhỉnh hơn so với trận ra quân gặp đội tuyển nữ Nepal, nhưng ban huấn luyện chưa hoàn toàn hài lòng với cầu thủ. Chúng tôi cũng đạt được 3 mục đích đề ra, đó là có 3 điểm, ghi nhiều bàn và không cầu thủ nào bị thẻ phạt hay chấn thương. Hôm nay, ban huấn luyện cho rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân để học tập, cọ sát, đồng thời dưỡng sức cho các cầu thủ lớn tuổi, những trụ cột để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, một số vị trí chưa làm đúng yêu cầu tôi đề ra. Đó là điều mà ban huấn luyện cần phải nhắc nhở liên tục. Những gì chưa làm được, chúng ta cần phải xoáy vào đấy và tập luyện nhiều hơn nữa. Tôi muốn cầu thủ thấy được nhiệm vụ chính, chứ không phải đội tuyển nữ đến đây để đi du lịch, đi chơi. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung vào nhiệm vụ, nhưng một số cầu thủ chưa làm đúng yêu cầu. Dù thắng rất đậm, nhưng trong hiệp 1, chúng tôi chưa chơi chưa đúng sức. Sang hiệp 2, khi chúng tôi thay các trụ cột vào thì tăng cường được sức tấn công và ghi nhiều bàn hơn. Điều đó chứng tỏ cầu thủ trẻ chưa thực hiện tốt đòi hỏi của ban huấn luyện, ông Mai Đức Chung nêu quan điểm. Chiến lược gia 74 tuổi cũng cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã mở được khoảng trống ở biên để khai thác và ghi bàn, nhưng còn nhiều pha phối hợp tấn công chưa thực hiện tốt. Bảng xếp hạng FIFA đã đánh giá đúng thực lực hai đội. Đội tuyển nữ Bangladesh có thứ hạng thấp hơn cả Nepal, nên rõ ràng họ không bằng mình. Song, như tôi đánh giá từ trước, rằng ta không được chủ quan. Họ phòng ngự chặt và phản công nhanh. Đúng như ý đồ của tôi, chúng ta đã mở được khoảng trống hai biên. Dù vậy, đoàn đội vẫn chưa khoét sâu được điểm yếu của họ bên cánh trái. Tiền vệ cũng chưa có những đường truyền sau lưng trung vệ đội bạn để chúng ta tấn công. Chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội, đó là điều tôi chưa ưng ý, ông Chung chia sẻ. Trần Thị Duyên thi đấu tiến bộ hơn trong hiệp 2 nhưng tranh chấp chưa tốt, dẫn đến quả phạt đền cho đối thủ. Việc đứng vị trí, tranh chấp và phối hợp của Duyên chưa tốt. Điều đó cần trau dồi. Nguyễn Thị Hoa cũng vậy, cầu thủ này còn trẻ và lần đầu đá đội tuyển nên chọn vị trí chưa tốt, chưa tự tin, chưa biết di chuyển, chuyền còn lỏng lẻo. Các cầu thủ trẻ có thể đá ở câu lạc bộ thì tốt, nhưng ở sân chơi quốc tế thì phải khác. Họ chưa làm tốt. Ở trận hạ màn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Nhật Bản. Trong lần chạm trán gần nhất, vòng bảng Asian Cup 2022, Việt Nam đã thua 0-3 trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng học trò phải tiến bộ nhiều hơn ở trận đấu cuối diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới. Để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản, chúng ta cần bổ sung nhiều. Với việc vừa dồn hết tâm lực cho World Cup, sức lực đội tuyển nữ Việt Nam đã tiêu hao. Chúng tôi mới tập trung một tháng và với bóng đá nữ thì từng đó là khá ít. Ta phải có thời gian tập trung nhiều hơn nữa. Các cầu thủ cần tăng cường thể lực, khả năng phối hợp. Trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản, chúng tôi và họ đang cùng có 6 điểm. Dù vậy, kết quả đối đầu trực tiếp rất quan trọng. Ta phải làm sao thi đấu thật tốt và chắc chắn xếp đội hình chính chứ không phải đội hình trẻ, huấn luyện viên Mai Đức Chung kết luận. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Để khen ngợi và động viên tinh thần các cầu thủ sau hai trận đấu chiến thắng, VFF quyết định thưởng đội nữ Việt Nam 300 triệu đồng.